Kính chào quý vị và các bạn. Bệnh gút là một loại viêm khớp đột ngột gây ra hiện tượng sưng đỏ và đau ở các khớp. Cùng với sự phát triển của cuộc sống hiện đại, bệnh gút cũng đang ngày càng trở nên phổ biến, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh. Vậy làm thế nào để sống chung với bệnh gút, cách kiểm soát và phòng tránh hiệu quả căn bệnh này? Chương trình Sống khỏe mỗi ngày hôm nay đã mời tới trường quay Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Mạnh Thắng, Phó trưởng khoa Nội thần kinh cơ xương khớp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ ạ. Vâng. Xin chào MC ạ. Xin chào quý vị khán giả xem truyền hình. Cảm ơn bác sĩ đã tham gia cùng với chương trình. Trước khi trò chuyện cùng với chuyên gia, mời quý vị và các bạn cùng đến với một tổng hợp sau của chúng tôi. Hiện khoảng 10% số bệnh nhân đang điều trị tại khoa nội thần kinh cơ xương khớp mắc bệnh gút và nam nhiều hơn nữ. Theo các bác sĩ, các bệnh nhân đa số là nam giới cao tuổi, nhưng hiện nay do ảnh hưởng của lối sống nên bệnh gút cũng ngày càng trẻ hóa. Thường những bệnh nhân phải nhập viện với trong cái tình trạng là có xuất hiện những cái cơn gút cấp như là sưng nóng đỏ đau các khớp, dẫn đến là bệnh nhân hạn chế vận động và gây khó chịu cho bệnh nhân. Bệnh nhân này năm nay 63 tuổi nhưng đã mắc bệnh gút hàng chục năm, kèm theo những bệnh nền như cao huyết áp và đái tháo đường. Hiện tại tình trạng bệnh gút của bệnh nhân đã chuyển biến nặng do thói quen ăn uống và sinh hoạt không khoa học. Rất là khó khăn về đi lại, cái khớp gật như các thứ nó co lại, không đi lại được vững chắc như người bình thường. Đau thì đau triền miên, đau quanh năm rồi ấy. Bệnh gút ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống, nhưng nhiều người vẫn còn khá chủ quan với căn bệnh này. Khi xuất hiện cơn gút cấp, thường tự mua thuốc điều trị và để xảy ra những biến chứng đáng tiếc. Có rất nhiều những bệnh nhân đã điều trị bệnh gút, những cái cơn gút cấp và để tái đi tái lại nhiều, để lại rất nhiều biến chứng, ví dụ như xuất hiện rất là nhiều hạt tô phi ở các khớp, dẫn đến là biến dạng khớp và phá hủy khớp, dẫn đến tàn phế sau này. Chúng ta vừa đến với những thông tin đầu tiên về bệnh gút. Bác sĩ có thể đưa ra cái khái niệm thêm về bệnh gút là gì được không ạ? Vâng. Bệnh gút là một cái bệnh mà có cái biểu hiện chủ yếu tại khớp. Đấy, nguyên nhân là do rối loạn của chuyển hóa axit uric, nó tạo thành các cái tinh thể urat lắng đọng ở trong các mô của màng hoặc dịch khớp, từ đó nó kích thích gây viêm. Đấy thì gây ra cái tình trạng của viêm cấp của khớp, thì gọi là đấy là cái biểu hiện các dấu hiệu của bệnh gút. Vâng ạ. Vậy thì có phải là cứ tăng cái axit uric trong máu thì chúng ta nghĩ tới cái bệnh gút này hay không ạ? À không phải ạ. Vâng ạ. Cái tăng axit uric máu là một cái rối loạn chuyển hóa, nó gặp trong rất nhiều các tình trạng bệnh khác nhau. Vâng ạ. Thông thường thì nó có thể tăng trong các trường hợp đó là tăng sản xuất axit uric này, cái trường hợp là giảm đào thải axit uric qua thận này. Tuy nhiên là cứ không phải là tăng axit uric là bệnh gút ạ. Có một số các trường hợp là người bệnh đến khám làm xét nghiệm có tăng axit uric máu nhưng mà chưa từng có cái biểu hiện đau khớp. Vâng. Đấy, người ta hoàn toàn bình thường không đau khớp gì cả, chỉ tình cờ xét nghiệm và có tăng axit uric máu. Đấy thì là mình chỉ kết luận đấy là do tăng axit uric máu chứ chưa kết luận là bệnh gút ạ. Khi tăng axit uric máu tạo thành tinh thể urat và có biểu hiện sưng đau tại khớp, nhất là khi có sưng đau khớp cấp, thì lúc đó mình mới chẩn đoán là bệnh gút được. Vâng ạ. Vậy bệnh lý gút này thì có dễ phát hiện hay không và làm sao chúng ta có thể chẩn đoán chính xác được bệnh gút ạ? Vâng. Bệnh gút là một cái bệnh cơ xương khớp cũng khá thường gặp. Nó là một bệnh mà khi có cái đợt gút cấp điển hình thì có biểu hiện rất là rõ rệt. Vâng. Thì bệnh gút thì hay có cái biểu hiện mà tương đối giống so với bệnh theo kinh nghiệm của tôi cũng như là các tài liệu thì là dần giống với lại bệnh viêm khớp nhiễm khuẩn này, bệnh viêm khớp phản ứng này. Đấy là những cái biểu cái bệnh lý mà có cái tình trạng viêm khớp cấp tính xảy ra nhanh chóng. Đấy, khớp sưng nóng đỏ đau rất rõ ràng, tiến triển thì khá là nhanh. Đấy, bệnh nhân cũng có thể là có các biểu hiện toàn thân như là sốt. Đấy, cũng hay gặp ở các khớp chi dưới. Đấy, như thế là bệnh gút này, bệnh viêm khớp nhiễm khuẩn này, bệnh viêm khớp phản ứng là tương đối giống trong trường hợp mà điển hình. Thế ngoài ra cũng có thể giống một số bệnh viêm khớp khác khi mà gút không điển hình này. Trong đó có bệnh số bệnh viêm khớp dạng thấp thì cũng ít giống hơn và một số các bệnh xương khớp khác. Nhưng mà khi có các biểu hiện sưng nóng đau khớp cấp, đặc biệt là chi dưới thì thường cái đầu tiên mình nghĩ đến bệnh gút này, bệnh viêm khớp nhiễm khuẩn này, bệnh viêm khớp phản ứng và mình phải có khám xét đầy đủ và đặc biệt là thêm các khám xét cận lâm sàng khác để mình chẩn đoán phân biệt với cái bệnh
viêm khớp nhiễm khuẩn này, bệnh viêm khớp phản ứng này, để mình có cái phác đồ điều trị nó thật là chính xác. Vâng ạ. Thưa bác sĩ, vậy thì điều trị bệnh lý gút này thì theo cái nguyên tắc như thế nào, chúng ta có thể điều trị dứt điểm được hay không, và hiện nay thì có những cái phương pháp điều trị đặc hiệu nào ạ? Vâng. Bệnh gút thì nó cũng là một cái bệnh mà nó có cái mức độ và cái khả năng tiến triển, cái mức độ biểu hiện cũng như thời gian tiến triển hoặc là tần suất nó cũng khác nhau ở từng cá thể. Đấy, có những trường hợp bệnh nhân chỉ bị cơn gút rất là thưa, ví dụ có khi là bệnh nhân một năm mới bị, có khi là mấy năm mới bị một cơn gút cấp. Thế tuy nhiên cũng có những trường hợp mà bệnh nhân có cái rối loạn chuyển hóa nặng này, có cái nền tảng cơ địa, có cái bệnh và có cái tiểu sử dùng thuốc mà ảnh hưởng đến cái vấn đề chuyển hóa axit uric này. Đấy, thì có thể là cái tần suất nó rất là nhanh, tần suất mắc nó rất là mau và bệnh nhân bị liên tục. Thế thì phương pháp điều trị bệnh gút nói chung sẽ vào hai nhóm. Thứ nhất là điều trị cái đợt cấp hoặc là cơn gút cấp. Đấy, mục đích điều trị đấy là chống viêm này, giảm triệu chứng đau này và nhanh giúp cho bệnh nhân hết các triệu chứng khó chịu. Đấy. Cái thứ hai nữa là điều trị phòng tái phát cơn gút cấp hoặc là điều trị ở những bệnh nhân đã bị gút mạn rồi, để làm sao mà khi nền bệnh nhân gút mạn đấy nhưng duy trì một cái ở cái mức độ là người ta dễ chịu, không có cơn đau. Đấy, gọi là phòng cái tái phát cơn gút. Vâng. Đấy. Thế điều trị cơn gút cấp thì như tôi đã vừa trao đổi. Thế còn điều trị dự phòng thì mình phải có các một số các biện pháp, dùng thuốc này, ăn uống, vận động vân vân. Vâng. Để mình làm sao mà giảm tối thiểu cái việc tái phát cơn gút cấp. Vâng. Một số người có suy nghĩ như thế này ạ, tức là bệnh lý gút thì cũng giống như là cái bệnh cơ xương khớp khác nên là không nguy hiểm. Cái quan niệm này thì có đúng hay không ạ? Thật ra thì trong các bệnh lý về cơ xương khớp thì thường cũng không được là người dân hiểu và coi trọng và thấy nó nguy hiểm. Nó không giống như đột quỵ não hay là nhồi máu cơ tim hay những bệnh nặng gây nguy hiểm chết người ngay. Vâng. Nhưng mà những bệnh lý cơ xương khớp nó ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng cuộc sống. Vâng. Đến lao động sinh hoạt. Đấy, nó ảnh hưởng đến rất là nhiều mặt của đời sống. Cái thứ hai nữa là khi mà để bệnh gút nó nặng rồi, nó có thể có những biến chứng, ví dụ như là nó lắng đọng, nó tạo thành các tổn thương, nó lắng đọng cả axit uric trong các van tim. Đấy, nó ảnh hưởng đến vấn đề về tim mạch. Khi mà lắng đọng tinh thể axit uric ở thận, nó có thể gây biểu hiện tổn thương thận và suy thận. Đấy, chúng tôi đã từng gặp những bệnh nhân rất là trẻ, bệnh nhân mới có 30 tuổi, đấy, đã tử vong vì cái biến chứng nặng của gút. Đấy. Những bệnh nhân mà khởi phát bệnh từ những năm 20 tuổi, do quá trình điều trị không có bài bản, không phù hợp, mà khi đến tầm 30 tuổi là có biến chứng rất nặng và cuối cùng là tử vong vì những biến chứng của bệnh gút. Đấy. Nên là theo cá nhân tôi thì gút cũng là một cái bệnh nó nguy hiểm về mặt lâu dài. Đấy. Đấy, và mình phải nên có cái cách điều trị và dự phòng phù hợp chứ mình không nên coi thường. Đấy. Đặc biệt là chúng ta cũng phải nhận thức đúng về cái bệnh lý này, đúng không ạ? Đặc biệt là cái biến chứng mà gút có thể gây ra đối với sức khỏe của chúng ta. Vâng, thưa bác sĩ, trong chương trình ngày hôm nay thì cũng có khán giả gửi thư và mong muốn được bác sĩ giải đáp. Có câu hỏi như thế này ạ. Khán giả Thu Hằng ở thành phố Việt Trì là ăn nhiều chất đạm có phải là sẽ bị bệnh gút hay không? Tôi hàng ngày kiêng thịt cá, thường ăn đậu phụ. Nhưng gần đây tôi nghe nói là ăn đậu phụ cũng có thể bị gút. Không biết có phải không ạ? Bác sĩ có thể chia sẻ cái thông tin này ạ. Dạ vâng. Vâng ạ. Ăn nhiều cái thức ăn có dầu đạm ấy, nói chính xác thì nó cũng không hẳn là nguyên nhân của bệnh gút, bởi vì không phải là cứ ai cứ ăn nhiều đạm là bị gút. Tuy nhiên là ăn nhiều đạm nó sẽ có nguy cơ là tăng tạo ra axit uric và có nguy cơ của bệnh gút, đặc biệt là trên những người bệnh mà có cơ địa có vấn đề rối loạn về chuyển hóa hoặc là kém đào thải axit uric. Đấy, thế nên là cũng phải đánh giá về mặt toàn trạng của mình có các vấn đề rối loạn chuyển hóa hay không thì mình nên có cái chế độ ăn phù hợp. Đấy, còn theo cá nhân tôi thì về vấn đề sức khỏe, đặc biệt là những người mà từ trung tuổi hoặc là cao tuổi thì mình có chế độ ăn phù hợp, kể cả những thức ăn đạm hay là thức ăn có nhiều lipid này, glucid, chúng ta cũng không nên ăn nhiều, một lượng vừa phải đấy để giữ cho cái thể trạng nó phù hợp thì nó sẽ phòng tránh không chỉ bệnh gút mà rất nhiều các bệnh lý khác. Vâng ạ, câu hỏi nữa đến từ khán giả Tuấn Khải. Bố tôi bị gút đã hơn 7 năm nay, hiện vẫn thường xuyên uống thuốc colchicine nhưng vẫn đau thường xuyên. Chân của bố tôi đã có nhiều u cục tô phi. Bác sĩ vui lòng cho biết là còn phương pháp nào điều trị tốt hơn không ạ? Vâng. Colchicine là một cái thuốc mà điều trị bệnh gút là kinh điển, đã sử dụng rất là nhiều năm ạ. Đấy, tuy nhiên là ở những bệnh lý mà khi cái gút nó mãn tính rồi,
thì riêng colchicine có lẽ là chưa đủ để phòng cái cơn tái phát. Đấy là cái thứ nhất, để chữa cho colchicine là chỉ có tác dụng là phòng cái đợt gút cấp thôi ạ. Còn nếu mà ngày xưa trong cái điều kiện mà khó khăn thì mình dùng cả colchicine để dự phòng cái tái phát cơn gút. Tuy nhiên ấy, là colchicine nó phòng cái phản ứng viêm nhưng mà nó không đánh vào cái đích của vấn đề. Đấy là mình phải hạ acid uric để làm cho cái khả năng lắng đọng tinh thể urat nó thấp xuống. Đấy, vì vậy thì ở những bệnh nhân mà hút mạn ấy, ngoài là chúng ta dùng colchicine dự phòng cũng có thể phối hợp. Đấy, ngoài ra có thể phải dùng thêm các thuốc NSAID này, thậm chí là những trường hợp mà nó có biến chứng mình phải dùng cái nhóm gọi là corticoid liều thấp, và đặc biệt là phải vấn đề liên quan đến mình sử dụng các thuốc để làm hạ nồng độ acid uric máu. Đấy, có nhiều thuốc để hạ nồng độ acid uric máu, nhưng mà cái thuốc mà hay sử dụng nhất đó là thuốc mà để làm giảm cái tổng hợp acid uric. Đấy, bố của bạn thì nên khám bác sĩ chuyên khoa để sẽ có cái phác đồ điều trị chắc chắn là sẽ tốt hơn là so với chỉ có tự uống colchicine. Vâng, tức là chúng ta phải thường xuyên là khám định kỳ này, cũng như là có những cái vấn đề về sức khỏe liên quan tới gút thì cũng phải đến các cơ sở y tế, đúng không ạ? Vâng. Hy vọng rằng qua những trao đổi của bác sĩ thì quý vị và các bạn đã có thêm thông tin về bệnh lý gút cũng như là cách chăm sóc và sống chung với bệnh lý này. Thưa bác sĩ, cũng giống như các bệnh lý về cơ xương khớp khác thì trong cái thời tiết chuyển lạnh ấy, thì cũng rất là dễ nguy cơ là tái phát bệnh lý gút. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ những cái một vài những cái bí quyết để giúp chăm sóc người bệnh lý gút trong cái thời tiết lạnh hiện nay ạ? Vâng. Trong cái thời tiết mà lạnh mà đổi mùa thì ở bệnh gút cũng như một số bệnh xương khớp khác thì các vị trí khớp lạnh khi nhiệt độ hạ thấp ấy, thì nó sẽ nguy cơ tái phát cái bệnh gút. Thế thì bệnh gút thì hay bị ở cái khớp ngoại vi. Đấy, mình có thể hiểu rất nôm na là ví dụ như là chân tay, mà bàn chân chẳng hạn, vị trí xa cơ thể ở ngoại vi nên là thường bị lạnh hơn. Đấy, khi lạnh thì thường là các thành phần nó cũng dễ lắng đọng hơn, mình có thể hiểu nôm na như thế. Đấy, thế nhưng mình phải giữ ấm cho các khớp, đặc biệt là các khớp vị trí xa. Đối với bệnh gút phải giữ ấm cái bàn chân, các khớp của ngón chân chi dưới. Đấy, các vận động cũng phải hết sức chú ý, mình vận động nhẹ nhàng. Đấy, các động tác nó phải tránh các nguy cơ chấn thương. Khi mà chấn thương tác động màng dịch nó có thể kích hoạt để khởi phát cái bệnh gút. Đấy, nên là mình vận động nhẹ nhàng và phải đều đặn. Tôi có thể ví dụ như này, không có nghĩa là chỉ làm cái chấn thương mạnh, ví dụ như ngã chơi thể thao. Có những trường hợp bệnh nhân chỉ cần đi bộ nhiều hơn bình thường vài lần là ở nền bệnh nhân đã có gút rồi, là có thể khởi phát lên cơn gút. Vấn đề cũng được rất là nhiều người dân quan tâm, đó là chúng ta có thể kiểm soát được bệnh lý gút hay không, và làm sao có thể là phòng tránh hiệu quả của gút ạ? Vâng, bệnh gút thì hoàn toàn có thể kiểm soát được. Vâng ạ. Có thể là ở mỗi một cái bệnh lý gút, mỗi một cái bệnh nhân gút khác nhau thì cần các biện pháp mà kiểm soát khác nhau. Từ là những trường hợp chỉ cần kiểm soát đơn giản thông qua chế độ ăn. Đấy, có những người ví dụ như chúng ta ăn với một chế độ ăn uống là chất đạm là nhiều, cộng với lại chế độ ăn mà uống nhiều rượu bia. Đấy, rượu bia nó làm tăng tổng hợp lên cái acid lactic. Đấy, nó lại làm cho thận là giảm cái đào thải acid uric, từ đó mà làm tăng acid uric máu, là nguy cơ tăng lắng đọng tinh thể urat ở khớp và khởi phát lên bệnh gút. Đấy, vì vậy chế độ ăn đấy phải kiểm soát. Cái chế độ sinh hoạt nhìn chung là điều độ, từ ăn uống này, vận động này và uống thuốc. Nếu mà ở những bệnh nhân gút, đặc biệt là gút mãn tính, đấy, như có một vị khán giả vừa hỏi, khi đã mọc hết các hạt tô phi rồi thì những trường hợp này chúng ta phải kiểm soát thật là tốt. Đấy, dùng thuốc dự phòng cơn gút cấp này, duy trì phải thuốc nhé. Những trường hợp như này thì không thể chế độ ăn mà điều chỉnh được, phải thuốc hạ acid uric để mình duy trì cái mức acid uric máu ở mức thấp. Như vậy thì mình hạn chế cái tình trạng lắng đọng và có thể kiểm soát được cái tình trạng là dự phòng cái tái phát cơn gút cấp khá là tốt. Vâng, cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ ạ. Thưa quý vị và các bạn, gút là bệnh rối loạn chuyển hóa có liên quan đến ăn uống do nồng độ acid uric quá cao. Bữa ăn quá thịnh soạn có thể gây ra những cơn đau cấp do viêm khớp. Vậy ngày Tết sắp tới, người bệnh gút cần lưu ý gì trong ăn uống? Dưới đây là một vài gợi ý. Một số thức ăn người bệnh gút nên tránh. Đồ uống có cồn, bia, rượu, đồ uống có ga. Hạn chế ăn nội tạng,
gan, thận, tim, thịt đỏ như thịt bò, hải sản, sò, mực ống, tôm, cua, hàu. Thức ăn người bệnh gút nên dùng: uống nhiều nước mỗi ngày giúp tăng đào thải axit uric qua nước tiểu. Bổ sung các thực phẩm, trái cây, rau xanh, giàu vitamin C như cam, bưởi, dâu tây, cà chua giúp giảm nồng độ axit uric và ngăn ngừa cơn gút cấp. Người đã mắc bệnh gút cần tuân thủ tuyệt đối theo hướng dẫn điều trị của bác sĩ trong ăn uống, sinh hoạt và dùng thuốc. Tuy nhiên, việc phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh. Một lối sống lành mạnh, chế độ ăn uống khoa học hợp lý, luyện tập thể dục thể thao đều đặn và uống đủ nước mỗi ngày luôn là biện pháp phòng và nâng cao sức khỏe tốt nhất. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Mạnh Thắng, phó trưởng khoa nội thần kinh cơ xương khớp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Cảm ơn MC. Xin chào quý vị khán giả truyền hình ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại khung giờ này tuần sau.